Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh của Thanh Long. Hôm nay trong cái chuyên mục về thuật dụng ngôn trong cái bộ tự thư Tứ Thư Lãnh Đạo thì chúng ta sẽ bước sang cái chương 16, là cái chương cuối cùng trong cái bộ thuật dụng ngôn. Thế thì nội dung của chương 16 là chúng ta đi về chủ đề đòi nợ, và để người nợ kiểu gì cũng phải trả. Thế thì người lãnh đạo khi mà phải tiến hành cái việc đòi nợ thì có thể nhờ đến sự giúp đỡ của một bên thứ ba có cái mối liên hệ tình cảm với đối tượng chẳng hạn. Thì đây là cái cách tấn công từ ngoài vào và đi vào và đường vòng. Cái cách thứ hai là có thể nếu như gặp tiểu nhân thì chúng ta phải đóng vai tiểu nhân, gặp quân tử thì chúng ta cũng lại phải sắm vai quân tử. Nếu tiểu nhân mà bỗng biến thành quân tử thì chúng ta cũng phải đổi vai phản diện của mình thành cái vai chính diện, để mà hai bên vẫn có thể là bạn. Thứ nhất là khéo léo chuyển mũi nhọn sang kẻ thế tội. Lãnh đạo một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đến gặp khách hàng của mình, do việc điều động vốn gặp khó khăn nên cái người phụ trách ở đó yêu cầu được kéo dài cái thời gian thanh toán. Thế với người lãnh đạo, nếu đối phương không thể thanh toán đúng thời hạn thì bản thân doanh nghiệp sẽ gặp phải khó khăn khi mà trả lương cho nhân viên. Bởi vậy mà ông ta kiên quyết từ chối yêu cầu của đối phương. Ông ta nói rằng nếu tập đoàn lớn như quý công ty đây còn gặp khó khăn trong cái việc điều động vốn thì ngân hàng quả thật là quá đáng. Các ngân hàng gần đây có vẻ hoàn toàn không muốn nuôi các doanh nghiệp nữa thì phải, vân vân. Thế thì khi đó có lẽ đối phương đang hết sức bất mãn với ngân hàng. Sau khi nghe xong cái câu nói này thì giống như được lời như cởi được tấm lòng, ông ta cũng bắt đầu lên án các ngân hàng kịch liệt. Đúng như những gì ông nói, ngân hàng thật là quá đáng, thực sự bây giờ rất khó để vay tiền. Vì vậy mong ông và công ty có thể thanh toán đúng thời hạn cho chúng tôi. Sau đó vỗ vào đối phương. Muốn nói không giống như vị lãnh đạo trên thì trước tiên bạn hãy nêu ra kẻ thù chung của bạn và đối phương. Đây không chỉ là việc chuyển hết trách nhiệm cho bên thứ ba mà còn là bôi xấu hơn nữa kẻ thù chung của cả hai bên. Đến lúc này nền tảng tâm lý chung giữa hai bên đã khá vững chắc và bạn có thể đề cập lại vấn đề của mình. Phương pháp xác định kẻ thù chung có thể giúp cho cái quan hệ hai bên ngày càng vững chắc. Phương án thứ hai là nắm bắt điểm yếu, đánh nhanh thắng nhanh. Ví dụ có một câu chuyện về lão Tỉnh đến một đơn vị còn thiếu nợ. Đầu tiên thì ông đến gõ cửa phòng giám đốc và nói rõ cái mục đích của mình. Giám đốc mời ông ta đến tìm giám đốc kinh doanh, nhưng mà giám đốc kinh doanh này lại mời ông ta đến gặp trưởng phòng tiêu thụ. Thế rồi chỉ trưởng phòng tiêu thụ lại đẩy lão Tỉnh sang phòng tài vụ, và cuối cùng thì trưởng phòng tài vụ chỉ nói một câu là tình hình cụ thể thì tôi không được nắm rõ, mời ông lên tìm giám đốc nghiệp vụ đi. Vậy là cả chuyến đi của lão Tỉnh chẳng thu được kết quả. Lão Tỉnh mới đem hết những cái chuyện mình gặp phải kể lại cho ông giám đốc. Anh hãy đi tìm giám đốc kinh doanh và nói với anh ta là tôi đã nói như vậy. Giám đốc nói đầy uy lực. Lúc này giám đốc kinh doanh vẫn vô cùng khách sáo, nhưng nói qua nói lại thì kết quả cuối cùng là chưa có tiền. Lão Tỉnh lại tìm đến trưởng phòng tiêu thụ, kết quả thì cũng giống y hệt là chưa có tiền. Lần này lão Tỉnh không hề tức giận, và ông ta đã phát hiện ra một điều mà các cấp lãnh đạo của cái công ty có một chút mâu thuẫn. Sao anh lại đến tìm tôi? Khi mà nhìn thấy lão Tỉnh, vẻ mặt của ông giám đốc rất không hài lòng. Tôi đã nói với họ rằng anh bảo tôi đến đó, nhưng bọn họ chẳng thèm quan tâm và vẫn theo kiểu cũ, xoay tôi sang hết người này đến người khác, lão Tỉnh nói. Ông giám đốc nghe xong câu chuyện lập tức gọi ngay cho giám đốc kinh doanh lên văn phòng. Ông ta rất tức giận
vì mệnh lệnh của mình lại không được coi trọng và chấp hành. Chẳng phải tôi đã giải thích rất rõ với anh rồi sao? Trước mắt thì vốn của đơn vị đang rất căng và eo hẹp, giám đốc kinh doanh nói. Anh đâu có nói với tôi những lời như vậy. Anh chỉ bảo với tôi là hãy đến tìm trưởng phòng tiêu thụ thôi, lão tỉnh nói. Nếu không tin, anh có thể hỏi lại, lão tỉnh nói tiếp. Trưởng phòng tiêu thụ trả lời với lão tỉnh, có đến tìm anh ta. Các anh hãy tự bàn bạc trước đi. Vị giám đốc không đợi cho giám đốc kinh doanh kịp mở miệng giải thích đã ra lệnh tiễn khách. Tại sao anh có thể ăn nói sằng xiên như vậy? Giám đốc kinh doanh hỏi. Chính giám đốc của các anh đã mời tôi đến đó và hỏi tôi tình hình thế nào, lão tỉnh đáp. Không phải tôi đã nói rõ ràng với anh rồi hay sao? Nhưng anh vẫn chưa giải quyết cho tôi. Bây giờ tôi không thể giải quyết được, giám đốc kinh doanh nói. Lão tỉnh chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa, liền chào giám đốc kinh doanh rồi bước ra cửa. Anh còn đến đây làm gì vậy? Khuôn mặt của giám đốc rất nặng nề. Giám đốc kinh doanh đã nói, chuyện gì anh ta cũng có thể giải quyết được, nên bây giờ tôi không tìm ông cũng không được, lão tỉnh nói. Cái chức quản lý này không hiểu anh ta còn muốn làm nữa hay không đây? Giám đốc tức giận đến mức phải đứng bật dậy. Không thể giải quyết là như thế nào? Không có cái gì gọi là không giải quyết được hết. Giám đốc nổi nóng quát tháo giám đốc kinh doanh trong điện thoại. Bây giờ anh hãy đến tìm anh ta, giám đốc xoay người nói với lão tỉnh. Rút cuộc anh có ý gì? Giám đốc kinh doanh nhìn chằm chằm vào mặt lão tỉnh đang ngồi bên cạnh. Tôi không có ý gì cả. Chỉ là giám đốc của các anh có ý. Vậy mà đến bây giờ này anh vẫn chưa hiểu điều đó hay sao? Lão tỉnh nói. Ông ta đã nói những gì? Giám đốc kinh doanh hỏi. Cũng chẳng có gì cả. Chỉ là khi nghe tôi nói, anh vẫn chưa giải quyết xong vấn đề tiền bạc cho tôi. Ông ta vô cùng tức giận, lão tỉnh đáp. Nói như vậy là giám đốc đã đồng ý trả tiền cho anh. Giám đốc kinh doanh lại hỏi tiếp. Ông ấy còn muốn đặt thêm một lô hàng mới từ công ty của chúng tôi nữa. Lão tỉnh trả lời khác với nội dung câu hỏi. Thực ra, chúng tôi vẫn còn một khoản tiền. Nhưng khoản tiền đó là để chuẩn bị phát lương cho nhân viên. Nếu giám đốc đã giật gật đầu, thì xin đưa anh trước vậy. Giám đốc kinh doanh nói xong liền dẫn lão tỉnh đến phòng tài vụ. Lão tỉnh cầm trên tay phiếu chuyển tiền của ngân hàng trở về. Không biết anh giám đốc kinh doanh kia đã nhận ra sự thật chưa nữa. Phương pháp thứ ba là một tay giao hàng, một tay giao tiền. Trong buôn bán thương mại có một câu rất hay là chưa thấy thỏ thì chưa thả chim ưng. Những kẻ đi đòi nợ để đạt được mục đích của mình đã không ngại thả con thỏ ra để khiến cho đối phương cũng phải thả chim ưng. Sau đó bắt con thỏ lại và nhốt vào lồng. Lão Hoàng phải chuyển đến bộ phận đòi nợ và trở thành một giám đốc đòi nợ. Lão Hoàng đến một đơn vị vẫn còn thiếu tiền để đòi nợ. Đón tiếp ông ta là chủ nhiệm bộ phận nghiệp vụ, ông Bùi. Nói chuyện cả nửa ngày trời, chủ nhiệm Bùi vẫn cố vòng vo không đi vào chủ đề chính. Lão Hoàng vừa nhắc đến vấn đề tiền bạc và chủ nhiệm Bùi lại dùng những chuyện khác để mà chặn lại. Lão Hoàng đã hiểu. Chủ nhiệm Bùi không chỉ là người giỏi kinh doanh mà trình độ cũng không hề thua kém mình. Người này từ trước tới giờ không bao giờ giải quyết những vấn đề mà không có lợi cho mình. Nhưng một khi nhìn thấy chuyện có lợi cho bản thân thì sẽ dùng mọi cách để nắm bắt cơ hội. Lão Hoàng bắt đầu thực hiện chiến thuật thả con săn sắt bắt con cà rô. Anh ta đến gần rồi nói với chủ nhiệm Bùi một cách rất bí mật. Đơn vị chúng tôi kỳ này bán hạ giá các mặt hàng tồn kho. Đây là một cơ hội tốt cho các ông đấy. Thật sao? Giảm giá bao nhiêu vậy? Chủ nhiệm Bùi vừa nghe Lão Hoàng nói đã vội lấy lại tinh thần. Tất cả các sản phẩm đều được giảm từ 15 đến 25%, Lão Hoàng nói. Chúng ta có thể ký ngay hợp đồng. Đơn vị chúng tôi sẽ tiêu thụ sản phẩm của công ty canh, chủ nhiệm Bùi cao giọng nói. Không được rồi. Vì đây là bán hàng giảm giá nên nhất định phải trả tiền ngay mới giao hàng. Huống hồ các anh vẫn còn thiếu nợ bên chúng tôi, Lão Hoàng nói. Thế thì thôi vậy. Chúng tôi thật sự cũng không còn vốn. Chủ nhiệm Bùi quả không hổ danh là con cáo già, không dễ gì mà mắc mưu. Lão Hoàng không để lộ ra biểu cảm gì. Ông ta biết rằng chỉ cần một con cáo già thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ miếng mồi ngon sắp đến tay mình. Xem ra vẫn phải bỏ ra thêm chút công sức. Hôm sau, Lão Hoàng thông báo cho chủ nhiệm Bùi rằng ông đang bị gọi về gấp vì công việc đang rất bận rộn. Chủ nhiệm Bùi không nói câu nào cả. Đợi khi Lão Hoàng
Đợi khi lão Hoàng bước ra đến cửa, anh ta mới vội vàng đuổi theo và nói: anh hãy liên hệ với đơn vị của anh giúp tôi. Món nợ lần trước tôi xin trả trước 1/3. Sau đó phần tiền hiện tại sẽ mua một lô hàng đang giảm giá của các anh. Vậy có được không? Lão Hoàng đặt tay lên vai chủ nhiệm Bùi nói: chỉ cần anh trả trước phần nào đó số nợ trước để tôi giữ chút thể diện thì việc này cứ để tôi lo. Lão Hoàng trở về đơn vị và báo cáo lại dự định cũng như tính toán của mình cho lãnh đạo. Mấy ngày sau, chủ nhiệm Bùi cũng vội vã tìm đến. Chủ nhiệm Bùi đưa tấm séc thanh toán cho lão Hoàng xem rồi thu lại ngay. Lão Hoàng hiểu ngay ra là chủ nhiệm Bùi muốn một tay giao hàng, một tay giao tiền. Lúc sau, lão Hoàng bận rộn giúp chủ nhiệm Bùi xử lý thủ tục. Sau đó lại tiếp tục đốc thúc bộ phận vận chuyển điều động xe để giao hàng. Chủ nhiệm Bùi kiểm tra lại số lượng hàng hóa, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hàng cũng được đưa lên xe đầy đủ, chỉ còn đợi xuất phát. Lúc này chủ nhiệm Bùi mới đưa tấm séc thanh toán cho lão Hoàng. Dỡ hàng xuống xe, lão Hoàng hô to. Chủ nhiệm Bùi vô cùng ngạc nhiên, toàn thân đổ đầy mồ hôi, nhưng biết làm sao vì tấm séc giờ này đã nằm trong tay người ta rồi. Chủ nhiệm Bùi ạ, rất xin lỗi anh. Lão Hoàng đem tiền về giao cho phòng tài vụ, trừ vào khoản nợ còn chưa trả lần trước, còn lại bao nhiêu hàng hóa giao theo giá trị hiện tại. Tình huống thứ tư: dĩ bất biến, ứng vạn biến. Trong quá trình đi đòi nợ nên áp dụng chiến thuật trong mềm có cứng, trong cứng có mềm, để buộc đối phương phải chấp nhận yêu cầu của mình. Phương pháp này chủ yếu được vận dụng khi mà đối phương đã biết rõ là mình sai mà vẫn một mực chối cãi, cố chấp bảo vệ ý kiến, không thấu tình đạt lý. Xí nghiệp cử một nữ nhân viên đòi nợ đến chỗ đối tác để đòi nợ. Vừa mới gặp mặt, giám đốc nhà máy đã nêu ra rất nhiều khó khăn. Không phải chúng tôi không muốn trả nợ, nhưng thật sự là nhà máy chúng tôi rất nghèo. Đến tiền công cho công nhân tôi còn chưa có để phát, thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ? Nữ nhân viên này cười nói: sự thực đâu phải như vậy. Trước khi đến cửa nhà máy, tôi đã nói chuyện với công nhân ở đây, không khó khăn như ông vừa nói đâu. Giám đốc hơi lúng túng nhưng vẫn cố chống chế: hôm nay dù cô có nói gì đi nữa thì tôi vẫn không có tiền để trả cho cô. Nữ nhân viên thu nợ không hề hoảng sợ: có nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên ở đời. Nếu anh thật sự không trả, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ra tòa. Nhà máy của anh mà tuyên bố phá sản, đến lúc đó nhà máy và tất cả tài sản cố định sẽ bị niêm phong và phát mãi, lấy tiền trả nợ. Người còn, sổ sách còn, cho dù anh có đến bất kỳ đâu thì món nợ này anh vẫn phải trả. Vị giám đốc giỏi giang như anh, có tiền đồ như anh, chỉ vì một khoản tiền nhỏ chúng tôi mà phải ra tòa sao? Giám đốc thấy nữ nhân viên thu nợ không phải là tay vừa, lập luận lại có lý, nên lại vội vàng mềm mỏng cười và nói: vậy thì thế này, tôi sẽ đưa cho cô tên của các nhà máy đang nợ tiền, cô hãy thu về và trừ vào nợ, như vậy được chứ? Cô nhân viên thấy ông giám đốc đang cố đẩy cái khó sang cho mình, liền nghĩ ra một cách. Cô bèn nói: ồ, anh không cần phải nói với tôi điều này. Tôi là người chỉ thích làm việc của mình. Các anh nợ tiền chúng tôi, chứ không phải người khác. Tại sao tôi phải đến đòi người ta chứ? Hoặc tôi có thể xin bày cho anh một cách. 2 năm trước, chẳng phải các anh đã mua rất nhiều công trái chính phủ sao? Các anh có thể chuyển lại cho chúng tôi cũng được. Lãi bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, tôi đảm bảo sẽ không để các anh phải chịu thiệt. Công ty chúng tôi sẽ hiểu được ý tốt của các anh, cảm kích không ngớt. Giám đốc biết cô nhân viên này quyết không cho khất nợ, liền nêu ra một chủ ý mới. Chủ ý này kể cũng hay, nhưng thật là đáng tiếc, cô đến muộn mất rồi. Hôm qua có mấy người đến đòi nợ đã lấy hết công trái của chúng tôi. Vậy thì thế này đi, nhà máy chúng tôi hiện có một số máy ảnh, cô mang về để trừ nợ nhé. Nữ nhân viên thu nợ tỏ ra rất khó xử. Chúng tôi cần nhiều máy ảnh để làm gì cơ chứ? Hơn nữa, tôi cũng chỉ là một nhân viên quen, không dám quyết định chuyện này. Vậy anh xem thế này có được không? Anh hãy mang số máy ảnh đó bán hết đi, sau đó đổi thành tiền mặt rồi trả cho chúng tôi. Vấn đề chẳng phải được giải quyết rồi sao? Giám đốc nhận thấy từng biện pháp đối phó của mình đều bị nữ nhân viên thu nợ kia chặn đứng. Cuối cùng, anh ta nói một cách bất lực: cô thật là lợi hại, thật hết cách với cô. Thôi được, tôi sẽ lập tức nói với kế toán trưởng, ngày mai sẽ gửi phiếu chuyển tiền đến cho công ty cô. Như vậy cô hài lòng rồi chứ?
nữ nhân viên thu nợ đã dùng chính ý chí kiên định, tài hùng biện tuyệt vời và sự linh hoạt hơn người của mình để khiến một ông giám đốc chỉ muốn quỵt nợ phải khuất phục và ngoan ngoãn trả tiền. Phương thức mà cô nhân viên này sử dụng chính là lạt mềm buộc chặt. Trong nhu có cương, đầu tiên cô đã vạch trần những lời nói dối, than nghèo kẻ khổ của ông giám đốc, đấu tranh bảo vệ quan điểm của mình bằng lý lẽ xác đáng, loại bỏ những ý đồ bắt nạt hay chơi xấu của ông giám đốc. Sau cùng dùng phương pháp dĩ bất biến, ứng vạn biến, tuyệt mọi đường lui để bác bỏ tất cả những biện pháp mà ông giám đốc này liên tiếp đưa ra. Cũng không bỏ lỡ cơ hội để đề xuất những biện pháp có lợi cho bản thân. Điều này đã khiến tất cả đường lui của mà vị giám đốc chuẩn bị lần lượt đều bị ngăn chặn và phải nhận thua, trả tiền. Tình huống thứ 5, mưa dầm thấm lâu, nhẫn nại chờ thời. Khi bạn muốn nhờ người khác làm việc, giúp một việc gì đó thì nhất định phải có lòng nhẫn nại. Vì có rất nhiều việc không dễ làm như chúng ta vẫn tưởng tượng. Ví dụ, bạn nhờ ai đó làm một việc gì đó, đối phương hoàn toàn có khả năng để giúp bạn, nhưng anh ta lại không đồng ý ngay lập tức bởi vì anh ta có những cái lý do hoặc là nỗi khổ tâm riêng. Nếu bản thân bạn gặp phải chuyện đó và ngay lập tức từ bỏ, vậy thì sẽ là vô vọng rồi. Nhưng nếu bạn có thể kiên nhẫn, kiên trì thì vẫn gặt hái được thành công. Một công trường xây dựng cần gấp 600 tấn nhựa đường. Nhân viên cung ứng liền tìm đến văn phòng vật tư để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng người quản lý phụ trách lại nói vì công việc rất bận nên phải đợi thêm 2 tháng nữa mới có thể giao hàng. Nhân viên cung ứng vô cùng lo lắng và sốt ruột, làm sao có thể đợi được 2 tháng nữa đây? Qua tìm hiểu tình hình, anh được biết trong kho vẫn còn rất nhiều hàng, chỉ là do anh ta không cống nạp nên người ta mới không giúp đỡ. Tuy nhiên, nhân viên cung ứng vẫn kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề. Trong tay anh ta lúc này không có tiền, không có quả cáp, việc cống nạp cho người ta càng là chuyện không thể, nên anh ta quyết tâm sử dụng chiêu mưa dầm thấm lâu với người quản lý đó. Từ hôm sau trở đi, ngày nào anh ta cũng đến văn phòng của người quản lý kiên nhẫn trình bày với ông ta. Dù cảm thấy rất phiền, nhưng ông ta cũng không thể làm gì được. Cứ có cơ hội là anh nhân viên này lại đến trình bày vui vẻ với thái độ nhã nhặn, lịch sự, khiến ông ta tức không được mà giận không xong. Đến ngày thứ 5 cuối cùng thì người quản lý này đành phải nói: trời ơi, coi như tôi thua anh rồi. Giúp đỡ anh lần này vậy, tôi sẽ giao hàng cho anh trước. Trong câu chuyện trên, nhân viên vật tư biết rõ nguyên nhân là mình không cống nạp gì nên người ta mới không giúp. Anh ta bèn dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu cho đến khi đối phương đồng ý với yêu cầu của mình mới thôi. Tình huống thứ 6, khéo léo tung hỏa mù. Xí nghiệp may cùng với công ty thời trang ký kết một cái hợp đồng về gia công. Theo quy định của hợp đồng thì xí nghiệp may sẽ gia công 2.500 chiếc áo lụa cho công ty thời trang. Chất liệu, mẫu mã và kích thước sẽ do bên đặt hàng cung cấp đúng hạn. Xí nghiệp may đã hoàn thành công việc như trong hợp đồng đã ký kết, nhưng bên đặt hàng thì vẫn chưa đến làm thủ tục nhận hàng và thanh toán các khoản chi phí. Công ty thời trang vốn là một cửa hàng thời trang nhỏ. Với sự lao tâm khổ tứ của giám đốc Dương, mấy năm gần đây công việc làm ăn phát triển rất nhanh và trở thành một công ty thời trang sở hữu 15 cửa hàng thời trang lớn nhỏ. Nhưng cũng vì tốc độ phát triển quá nhanh nên công ty cũng nợ nần rất nhiều hàng ngày. Những người đến đòi nợ ngồi đầy ở văn phòng công ty. Giám đốc Dương đành phải viện đủ lý do để từ chối qua loa cho xong chuyện. Xí nghiệp may sau khi biết được tình hình này tuy rất tức giận nhưng vẫn quyết định sử dụng chiến thuật mềm mỏng, phái anh Hoàng của phòng quan hệ công chúng đi giải quyết vấn đề. Anh Hoàng quyết định vào thẳng hang hùm để giải quyết. Anh ta hẹn với giám đốc Dương sẽ đến nhà gặp mặt vào một tối nào đó. Tối hôm đó, anh Hoàng đến nhà giám đốc Dương như đã hẹn. Giám đốc Dương cảm thấy xấu hổ và áy náy, tỏ vẻ rất lúng túng và bối rối. Để kéo gần khoảng cách của hai người, anh Hoàng luôn cố gắng nở nụ cười, câu nào cũng xoay quanh chủ đề nghề nghiệp, bàn luận đến vấn đề thời trang. Anh Dương sau một hồi nói chuyện đã phát hiện ra sở thích và quan niệm về thiết kế thời trang của cả hai đều rất giống nhau, nên đã mang tác phẩm mà mình yêu quý nhất, hài lòng nhất đưa cho anh Hoàng đánh giá. Anh Hoàng dù mới lần đầu tiên gặp mặt nhưng đã hết sức tán thưởng, còn chỉ ra cụ thể những ưu điểm trong đó. Cùng với sự cổ vũ bằng cách nói chuyện khéo léo của anh Hoàng, giám đốc Dương có cảm giác rất thân thiết với người đang trao đổi cùng mình. Anh Hoàng nhận thấy thời cơ đã đến, anh bắt đầu đề cập đến những khó khăn của xưởng sản xuất và hy vọng giám đốc Dương thông cảm. Giám đốc Dương không suy nghĩ gì nữa, bèn ký xét và chuyển luôn cho anh Hoàng.
Tình huống thứ 7, lấy chữ nhẫn làm đầu, đối đãi theo lễ nghĩa. Nhân viên đi đòi nợ gặp gỡ làm quen với rất nhiều kiểu người. Có người thì thấu tình đạt lý, rộng lượng, thoải mái, nhưng cũng có những người lại có lòng dạ hẹp hòi, dửng dưng, lạnh nhạt. Có người thì ăn nói thẳng thắn, đối đãi thật lòng với mọi người, nhưng cũng có những người thì luôn miệng nói dối, giả nhân giả nghĩa, thậm chí có ý lừa gạt. Nhưng cho dù gặp phải loại người nào, đối phương có làm bạn cảm thấy khó xử đến mức nào, thì làm một người đi đòi nợ, bạn vẫn phải cố gắng nhẫn nại hết mức có thể và học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Đặc biệt khi bạn tiếp xúc với người đang thiếu nợ, bạn gặp tình cảnh bối rối hay khó xử đến đâu thì vẫn phải biết đặt chữ nhẫn lên đầu. Những người đến kỳ vẫn chưa thanh toán, cho dù bắt nguồn từ nguyên nhân nào, thì khi gặp người đến đòi nợ đều có tâm trạng lo âu và khó chịu. Do đó trong quá trình giao tiếp, thương lượng và bàn bạc để bảo vệ thể diện của mình, những người thiếu nợ thường ăn nói không chút khách sáo, tranh cãi một cách vô lý, thậm chí còn xúc phạm ngay cả bản thân người đến đòi nợ. Có những người mắc nợ sẵn sàng gây rối, làm loạn, cố tình gây thật nhiều khó khăn cho người đến đòi nợ bằng cách đưa ra những điều kiện hà khắc không thể chấp nhận được. Có nhiều con nợ còn cố ý chơi xấu, 5 lần 7 lượt từ chối gặp mặt người đòi nợ. Kể cả có gặp mặt thì cũng cố tình không đến nói đến khoản nợ, hoặc kiếm đủ lý do để kéo dài cái thời gian trả nợ. Tất cả những hành vi của người mắc nợ này đều có thể khiến người khác tức giận. Trong những tình huống thông thường, người đòi nợ hoàn toàn có đủ lý do để cãi nhau một trận ra trò với người mắc nợ, để trút bỏ mọi nỗ lực bực dọc trong người. Tuy nhiên, người đòi nợ cần phải nhớ kỹ bổn phận, nhiệm vụ và mục đích của mình. Khi hiểu được điều này thì người đòi nợ nên xem mọi chuyện đều bình thường, cư xử một cách đúng đắn, đặt chữ nhẫn làm ưu tiên hàng đầu đối với tất cả những lập luận vô lý hay hành vi lừa dối của người mắc nợ. Nếu người đòi nợ không thể nhẫn nại, chịu đựng những lời nói và hành vi vô lý này của người mắc nợ thì quan hệ của hai bên sẽ nhanh chóng đi vào tình trạng căng thẳng, thậm chí có thể công khai đối lập. Một khi xuất hiện những tình huống như thế này, người đòi nợ về sau không thể tiếp tục tiến hành đàm phán, thương thuyết hay nói chuyện với người mắc nợ nữa. Mặt khác, tất cả những nỗ lực trước kia sẽ biến thành con số không, bởi vì người đòi nợ đã phải trả cái giá rất cao để nắm được thông tin của người mắc nợ, hoặc là để thúc ép con nợ mau chóng trả nợ. Người thu nợ đã phải làm việc và đạt được sự ủng hộ từ lãnh đạo cấp trên, hoặc là từ ngân hàng, hay là chủ quản bộ phận kinh doanh, vân vân. Hoặc là để có được một chuyến đi có kết quả, người đòi nợ phải bỏ ra rất nhiều công sức để thu thập thông tin trước khi đi. Tất cả những điều nói trên sẽ tan thành mây khói chỉ vì không nhẫn nhịn được trong buổi đàm phán nói chuyện với con nợ. Do đó, người đi thu nợ có thể đạt được mục đích và hoàn toàn tốt nhiệm vụ thì phải biết chịu đựng tất cả những lời nói và hành vi có thể chịu đựng được nhất. Phải biết lấy nhu thắng cương và lấy tính trị động. Đối với những con nợ không nói lý lẽ, tính tình nóng nảy thì nói chuyện khéo léo là cách tốt nhất. Ví dụ, khi người đang mất bình tĩnh nổi cáu, bạn có thể nói với anh ta: "Xin anh đừng tức giận, tôi đến đây không phải để cãi nhau với anh." Hay câu nói vừa rồi của tôi có thể đã làm anh tức giận, nhưng mong anh hãy hiểu cho tâm trạng của tôi lúc này. Mong anh hiểu cho chỗ khó xử của phía chúng tôi. Hãy coi như anh đang giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn nhất. Hoặc là những câu gần giống như vậy. Tôi tin chắc rằng những lời nói ôn hòa và nhẹ nhàng này nhất định có thể khiến đối phương bình tĩnh lại và suy nghĩ vấn đề một cách lý trí hơn. Người mắc nợ càng tức tối, ngang ngược thì người đòi nợ càng phải bình tĩnh và đối đáp lại bằng lý lẽ xác đáng. Đặc biệt là lúc quan hệ hai bên đang căng thẳng, người đòi nợ càng phải bình tĩnh hòa nhã, lấy tính để chế động, phải nắm được tất cả những yếu điểm và sơ hở của người mắc nợ, sau đó dùng chiến thuật trong nhu có cương để buộc con nợ phải thực hiện việc trả tiền. Chiến thuật thứ 7, đó là chiến thuật đánh từ bên ngoài vào. Quá trình đòi nợ, bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của nhân vật thứ 3 có mối quan hệ tình cảm với đối phương để đạt được mục đích đòi nợ. Sau đây là một số biện pháp. 1. Qua quan hệ riêng của người mắc nợ. Đối với những người chịu ảnh hưởng của gia đình thì vợ hoặc chồng chính là những người bạn đồng hành có quan hệ thân thiết nhất trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, họ cũng là người bạn có thể nhờ làm trận địa vòng ngoài để tiến hành. Cách làm này có thể thông suốt hay không là do hai nhân tố quyết định. Thứ nhất là sức mạnh của những cơn gió nhỏ, ý chỉ những lời nói
thì thầm vợ chồng hay nói với nhau. Thứ hai, vợ hoặc chồng của đối phương có thể là điểm yếu nào đó để khai thác không? Ví dụ như thích ăn lãi nhỏ, có sở thích đặc biệt, hẹp hòi, ích kỷ, dễ mềm lòng, thích hư vinh, vân vân. Bạn cần phải chú ý cả hai điều kiện cần thiết này để không thiếu một trong hai. Thứ hai, qua quan hệ bên thông gia của người mắc nợ, ai cũng có người thân. Trong cuộc sống, mọi người đều có xu hướng kính trọng, cư xử tốt đẹp hơn với những người thân của mình, đặc biệt là các anh con rể. Cho dù là ông chủ của một công ty lớn, nhưng chỉ cần nhìn thấy bố vợ là lại phải ngoan ngoãn quy củ, chào hỏi lễ phép. Thứ ba, quan hệ bạn bè của người mắc nợ, nhu cầu có những người tri kỷ hay bạn thân là một hiện tượng rất bình thường trong đời sống xã hội của con người. Nhờ đến sự giúp đỡ từ tri kỷ hay bạn thân của người mắc nợ để đạt được mục đích đòi tiền cũng là một vũ khí tốt nhất mà người đòi nợ có thể tận dụng được. Phương pháp này có hiệu quả với điều kiện chúng ta, người chúng ta chọn phải có sức ảnh hưởng để tác động đến đối phương. Thứ tư, qua quan hệ anh em họ hàng thân thuộc của người mắc nợ, những người có thể tác động và ảnh hưởng tới đối phương ngoài chồng, vợ, người yêu còn có bố mẹ, anh chị em, con trai, con gái và những người anh em họ hàng có quan hệ thân thuộc. Cơ sở để thực hiện phương pháp này là mối quan hệ huyết thống, quan hệ dòng họ truyền thống mà người mắc nợ là thành viên trong đó. Thứ năm, qua quan hệ khách hàng với người mắc nợ, người mắc nợ và khách hàng của họ, đặc biệt là các vị khách quen lâu năm, không nhất định phải có mối quan hệ huyết thống hay quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng giữa họ tồn tại mối quan hệ phụ thuộc và dựa vào nhau vì lợi ích. Do đó, việc nhờ đến sự giúp đỡ của những khách hàng quan trọng của đối phương trong hoạt động kinh doanh sản xuất để gia tăng ảnh hưởng, thông thường cũng có thể thu được hiệu quả rất lớn. Thứ sáu, qua quan hệ cấp trên, cấp dưới của người mắc nợ, nếu người nợ tiền bạn phụ trách một tổ chức kinh tế, vậy thì thông thường trận địa vòng ngoài của bạn sẽ bao gồm cả cơ quan quản lý cấp trên và những người trong cơ quan của người mắc nợ. Những người này chúng ta có thể gọi là cấp trên và cấp dưới. Giữa người mắc nợ và cấp trên cũng như cấp dưới của người đó luôn luôn tồn tại quan hệ lợi ích. Bất cứ người phụ trách nào cũng cần nhờ sự trợ giúp của cấp trên và cấp dưới thì mọi chuyện mới được thực thi. Do đó, nếu bạn biết tận dụng thỏa đáng mối quan hệ này thì sẽ có tác dụng trong việc đòi nợ. Trường hợp thứ bảy là hư trương thanh thế, lấy giả làm thật. Giám đốc Tôn là một phụ nữ độc thân đã ngoài 40. Vì tính tình khá mạnh mẽ nên mọi người thường gọi là Tôn Nhị Nương. Giám đốc Tôn vừa mới đi họp về đã nghe nói nhân viên nghiệp vụ là tiểu quan bị người khác lừa nên vội gọi tiểu quan lên để hỏi đầu đuôi câu chuyện. Tiểu quan nói mấy hôm trước có một công ty đến đơn vị để đặt hàng. Trong lúc ký tên, đối phương cố ý viết số 0 ở cuối số tiền thành số 9. Khi đến ngân hàng nhận tiền thì họ từ chối lý do này. Trong hợp đồng cũng có số tài khoản, tại sao không thẩm tra đối chiếu lại? Giám đốc Tôn nổi nóng. Vấn đề chính là ở chỗ này, nói ra ngoài không sợ người khác cười vào mặt cho sao? Trong lúc đối phương ký hợp đồng, họ đã cố ý để mực bị vẩy quá nhiều nên nhìn không rõ. Tiểu quan nói, đến đây là hết sao? Giám đốc Tôn hỏi. Tôi có gọi điện liên hệ, ngân hàng nói chưa nhận được phiếu ủy nhiệm chi của họ, bây giờ số tiền đó đã được dùng vào việc làm ăn khác rồi. Tiểu quan nói, có phê bình hay trách móc gì nữa thì cũng không thay đổi được, xem ra mình phải đích thân ra tay rồi. Giám đốc Tôn nghĩ. Tiểu quan đưa giám đốc Tôn tới một con phố nhỏ yên tĩnh và đến công ty kia. Sau khi bước vào cửa, giám đốc Tôn rất bình thản ngồi vào ghế. Tiểu quan sắp xếp xong xuôi thì đối phương là một người trung niên đến giới thiệu, đây là giám đốc điều hành của chúng tôi, lão Mễ. Giám đốc Mễ gật đầu nhẹ một cách rất có thành ý. Ra ý có việc gì có thể nói chuyện với ông ta. Giám đốc Tôn nghĩ, người này nhiều nhất cũng không đến 30 tuổi, vậy mà cũng dám gọi là lão sao. Được thôi, người anh em của anh đã dám lừa bà già này. Giám đốc Tôn buông lời tranh chua. Bà này chuyên về quan hệ công chúng, lại còn ngồi ở vị trí lãnh đạo, chắc chắn là có mặt đặc biệt riêng của bà ta. Giám đốc Mễ nghĩ thầm, đây chỉ là công việc bình thường, sao thế có thể gọi là lừa bịp được chứ.
Tại bên ấy không kịp làm thủ tục, tiền bạc không đợi ai bao giờ, giám đốc mới nói. Tốt nhất là anh nên rút lại lời vừa rồi đi, đừng có giở trò này ra với tôi, coi chừng tôi đập vỡ cái miệng và cái cửa tiệm của anh đấy. Giám đốc Tôn tỏ ra rất đanh đá, vì cơ bản bà cũng chẳng coi vị giám đốc kia ra gì. Hiện tại tôi cũng chẳng có tiền, có giỏi bà hãy kiện đi, giám đốc Bế nói một cách rất lạnh lùng. Ồ, bà già này làm việc từ xưa đến nay chưa bao giờ phải đi kiện cáo ai đâu nhé. Giám đốc Mễ không nói lời nào, không khí trở nên lạnh. Đi, đến ngân hàng để kiểm tra lại số khoản của anh ta, giám đốc Tôn nói với tiểu quan. Chúng ta hãy cùng ăn bữa trưa trước, có việc gì ăn xong rồi về từ từ thương lượng. Tửu lượng của giám đốc Tôn rất tốt. Giám đốc Mễ tưởng rằng chuốc cho bà say xong là có thể giải quyết mọi chuyện, không ngờ chỉ sau vài lần cản chế tự mình lại nói ra sự thật trước. Hóa ra công ty của giám đốc Mễ chỉ có 2 người. Lúc tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ, ông ta đã nói rõ sẽ trích 10% tiền lãi mỗi lô hàng cho họ. Sau đó sẽ không mời nhân viên này làm việc nữa, tự họ phải chịu trách nhiệm và xử lý mối quan hệ nợ nần. Sau đó ông ta sẽ dùng khoản tiền kiếm được để tái đầu tư vào một vụ làm ăn khác. Dù sao cũng đều là việc chung, hà tất chị phải cố gắng chăm chỉ như vậy chứ. Tôi sẽ cho riêng chị 10% tổng số tiền hàng, coi như là một chút thành ý của anh em phía bên tôi, giám đốc mới nói. Con người tôi thiếu đức, cũng chẳng có chồng, nhưng không thiếu tiền. Chính là vì công việc chung, cho nên anh nhất định phải trả tiền cho chúng tôi ngay lập tức, không được thiếu dù chỉ một xu. Số tiền này còn chẳng bằng 1 năm tiền lãi của tôi, giám đốc nói. Chị kiếm đâu ra mà nhiều tiền như vậy chứ, giám đốc Mễ buồn miệng nói. Kiếm về chứ còn sao. Tôi có 2 nhà máy, 1 khách sạn, 1/3 lợi nhuận mỗi năm đổ vào ngân hàng, Bộ Công Thương và Cục Thuế vụ. Giám đốc Tôn nói với một vẻ mặt thờ ơ. Cậu em, hãy nhanh chóng trả tiền cho tôi. Sau khi uống rượu, giám đốc Tôn lại nói. Đều phải đưa hết sao? Giám đốc Mễ vẫn còn một chút lưu luyến. Lẽ nào còn muốn tôi cho anh tiền thưởng nữa sao? Chỉ sợ anh chẳng dám nhận thôi, giám đốc Tôn nói. Người phụ nữ này quả là không thể đùa được, giám đốc Mễ thầm nghĩ. Mấy hôm nữa anh hãy qua chỗ tôi một chuyến, tôi sẽ cho anh cơ hội để phát tài, chứ đừng đi kiếm cái loại tiền này nữa. Giám đốc Tôn uống một ngụm trà rồi nói. Vừa nghe xong câu này, giám đốc Mễ vội chạy đến ngân hàng. Tình huống thứ 8, làm thế nào để từ chối cho vay tiền một cách khéo léo. Khi người khác muốn vay tiền của bạn, nếu không thể cho vay được thì hãy từ chối họ một cách khéo léo. Bạn có thể nói như sau. Nếu có thể, tôi sẽ giúp đỡ anh, nhưng hiện giờ thì tôi hoàn toàn không có tiền. Anh đến hỏi mà tôi lại không thể giúp đỡ, trong lòng cảm thấy rất buồn. Tôi mong anh có thể bỏ qua. Hoặc là anh là bạn tốt của tôi, nếu là số tiền ít một chút, đương nhiên tôi có thể cho anh vay. Tuy nhiên số tiền này quá lớn, về cơ bản tôi rất muốn giúp nhưng lại không giúp được, xin anh bỏ qua cho. Những cách nói như vậy không những rất hợp lý mà còn thể hiện tình cảm thấu hiểu với bạn bè. Đối phương cũng không đến mức nào, cũng không đến mức có thành kiến với bạn. Ngoài ra, lời từ chối hài hước cũng là một phương pháp rất tốt. Nó có thể làm dịu đi những tình huống ngượng ngùng khó xử trong không khí thân tình. Ví dụ, Tôm chào hỏi Hans một cách rất thân thiện. Anh sao vậy? Có vẻ tinh thần không được tốt. Đúng vậy, gần đây vì nợ nần nên tôi phải hỏi vay tiền khắp nơi, đến mức mệt mỏi rã rời, buổi tối phiền não tới mức không ngủ yên. Anh có thể giúp tôi không? Đương nhiên là có, ngày mai tôi mang đến cho anh, nhà tôi có thuốc đặc hiệu giúp ngủ ngon. Lời từ chối như vậy thực sự rất thông minh. Vừa rồi thì Thanh Long đã chia sẻ đến cho quý vị nội dung của phần 16 trong cuốn Thuật Dụ Ngôn của Tứ Thư Lãnh Đạo. Hy vọng là thông qua cái bộ sách này thì các bạn có thể có thêm được những cái kiến thức, những cái kỹ năng trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn và các anh các chị trong nội dung của những cái cuốn khác như là Thuật Lãnh Đạo, Thuật Quản Trị và nhiều cái kỹ năng khác trong cái quản trị doanh nghiệp cũng như quản trị kinh doanh. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.